Thì cái bước đầu tiên thì mình sẽ sử dụng cái lục giác 4 ly và nới lỏng cái ốc xương châu ra nha anh em. Và sau khi mình đã nới lỏng cái ốc xương châu ra thì cái xương châu có thể là đẩy tới để lưu được nha. Và cái bước kế tiếp thì mình sẽ nới lỏng cái ốc dụ kim ra. Sau khi nới lỏng ốc dụ kim ra thì bây giờ mình sẽ gắn cái ổ chao vô và lấy cái chiều sâu của cái dụ kim nha. Thì đối với cái cách mà lấy chiều sâu của cái dụ kim của máy bỏ thì nó có nhiều cách để lấy, nhưng mà đối với cái kinh nghiệm của mình ấy, thì thường mình sẽ là xoay kim vị xuống vị trí thấp nhất và lấy cái độ ngã móc từ cái ổ chao tới kim một cái tầm 4 ly rưỡi. Sau khi mà di chuyển sừng trâu cho làm sao cho là cái ổ trâu nó độ bắc của kim một cái tầm 4 ly rưỡi, và cái phần lỗ kim nó sẽ nằm giữa của cái vách của sừng trâu nha anh em. Và sau khi mà di chuyển cái trụ kim nằm giữa cái vách của cái sừng trâu rồi thì đồng thời mình sẽ siết con ốc trụ kim lại nha. Và sau khi mà đã lấy được cái chiều sâu của cái trụ kim rồi thì đồng thời là mình sẽ là dùng cái lục giác 4 ly và di chuyển cái sừng trâu làm sao là khi kim bắt đầu đi lên thì cái ổ trâu nó sẽ bắt trên cái lỗ kim cái tầm 1 ly là được nha anh em. Kim đi lên thì cái ổ trâu nó sẽ bắt trên lỗ kim cái tầm 1 ly là được. Và sau khi đã lấy được cái chiều sâu của cái trụ kim và cái độ bắc của cái ổ trâu rồi thì cái bước kế tiếp mình sẽ là chỉnh cái độ hở của cái sừng trâu với kim nha anh em. Thì cái sừng trâu này là nó có cái chức năng là nó giống như một cái giá đỡ. Chính vì như vậy khi anh em là kim vừa đi lên thì anh em sẽ di chuyển cái sừng trâu làm sao là nó vừa ôm kim nha, không được hở. Nếu mình mà kim đi lên mà cái sừng trâu mà nó hở kim nhiều á thì đóng những cái mã hàng mà nó dày á thì nó sẽ dẫn đến cái trường hợp là nó sẽ bị gãy kim hoặc bỏ mũi nha anh em. Cái kim đi lên cái sừng trâu nó vừa ôm kim là được. Anh em dùng tay để mình kiểm tra có thể là kim nó có hở sừng trâu không nha. Và sau khi mà đã chỉnh được cái độ ôm sừng trâu với kim rồi thì mình sẽ gắn cái ổ trâu và chỉnh cái độ hở của cái ổ trâu đối với kim nha. Thì để chỉnh được cái độ hở của cái sừng trâu đối với kim ấy, thì mình sẽ nới lỏng hai con ốc hai bên bên phía tay phải của mình ra và sử dụng cái tua vít điều khiển con ốc ở giữa ra vô làm sao là khi kim đi lên thì cái ổ trâu nó sẽ vừa ôm kim thôi nha anh em. Và sau khi mà đã kiểm tra mà cổ trao ôm kim rồi á
thì anh em sẽ siết chắc hai con ốc hai bên lại nha. Và sau khi mà đã siết hai con ốc hai bên lại rồi thì anh em sẽ xoay cái ổ chao tới và kiểm tra thêm một lần nữa coi là cái ổ chao nó đã ôm kim chưa. Có nhiều trường hợp khi mình chỉnh ôm rồi nhưng mà khi mình siết hai con ốc hai bên vô không để ý thì là cái ổ chao nó sẽ hở kim nhanh lên. Và sau khi mà đã kiểm tra là ổ chao ôm kim rồi thì mình sẽ siết chắc cái ốc chủ kim lại nha. Và đồng thời thì sẽ xoay ổ chao tới kiểm tra ra kim thêm một lần nữa cho chắc ăn nha. Và kiểm tra con ốc của cái sừng trâu siết chắc lại luôn nha anh em. Và sau khi mà đã kiểm tra là ổ chao đã ôm kim rồi thì cái bước kế tiếp mình sẽ gắn vô và chạy thử cho anh em xem nha, đóng thử vô hàng cho anh em xem. Thì sau khi mình đã chỉnh và đóng cửa như vậy thì anh thấy là cái đường chỉnh nó rất là đều và không bị bong bóng. Cái video mà hướng dẫn mà cái cách mà lấy chiều sâu chiều kim và cách chỉnh ổ trâu của cái máy bò của mình đến đây là kết thúc. Nếu anh em xem video cảm thấy hay và bổ ích thì nhớ cho mình một like và một kênh đăng ký để ủng hộ mình nha. Để cho mình có động lực làm những video sau cho anh em và mọi người cùng tham khảo. Hẹn anh em những video sau.